Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog. Video ngày hôm nay Danh sẽ báo giá cũng như là Danh sẽ review sơ lược Winner V4 đời 2024 cho các bạn tham khảo nha. Những anh em nào mà đã xem được cái video của Danh á, mà thật sự muốn mua cái Winner X mà đời V4 mà năm 2024 á, thì anh em nhanh tay nhắn tin với Danh nha để được mua cái chiếc xe Winner X này với giá không nơi nào rẻ hơn nha các bạn. Danh nhắc lại là không nơi nào rẻ hơn nha. Tại vì chiếc Winner V4 này nó đang có chương trình khuyến mãi giá cực sốc luôn. Anh em nghe báo giá nè. Những anh em nào có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chiếc Winner X mà anh em đang xem trên màn hình lăn bánh luôn, hơn 32 triệu một chút xíu. Anh em nghe rõ ha. Hơn 32 triệu một chút xíu là 32 triệu khoảng 32 triệu mấy trăm đó là lăn bánh luôn nha, dành cho những anh em có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thành phố loại 2 trực thuộc tỉnh. Thì những anh em nào ở các tỉnh khác mà đang ở thị xã, đang ở thành phố á, thế chứ bạ 5% thì giá lăn bánh là cũng tương đương như những nơi anh em đang sống nha. Nó còn thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội thì nó cao hơn chút xíu nha. Nhắc lại những anh em nào muốn thật sự mua Winner X với giá là hơn 32 triệu chút xíu mà lăn bánh luôn thì anh em nhắn tin cho Danh biết nha, để Danh hướng dẫn anh em đi tới cửa hàng anh em mua. Còn những anh em nào trong tỉnh Kiên Giang mà xem được cái video này thì anh em nhanh tay lên thành phố Rạch Giá mua chiếc xe này nha các bạn. Ở dưới huyện là giá lăn bánh luôn là hơn 31 triệu một chút xíu nha các bạn, hơn 31 triệu một chút xíu thôi nha. Còn những anh em ở thành phố Rạch Giá thì thế trước bạ nó tới 5% nên nó hơn 32 triệu một chút xíu là lăn bánh luôn. Danh chưa thấy ở đâu bán Winner X rẻ như cái chỗ mà Danh đang quay nè. Cực kỳ rẻ luôn. Hơn 32 triệu chút xíu là lăn bánh luôn nha các bạn. Còn nếu mà mình báo giá chỉ báo giá thế 10% VAT thì chiếc Winner X mà anh em đang xem trên màn hình này tầm khoảng hơn 30 triệu. Nếu mà chỉ báo thế 10% VAT giống như các kênh khác đã báo thì chiếc xe này nè, đời V4 2024 thì nó chỉ hơn 30 triệu một chút xíu thôi. Còn giá đây Danh báo hơn 32 triệu là lăn bánh luôn nha các bạn. Lăn bánh luôn nha. À, chiếc xe này thật sự rất là đẹp luôn các bạn, sản xuất năm 2024. Giá quá sốc luôn. Nó tại trong cái đợt khuyến mãi đó các bạn, nó rẻ vậy chứ bình thường là nó tầm khoảng 37 38 triệu, có khi 40 triệu mới lăn bánh nha. Bây giờ hơn 32 triệu chút xíu là lăn bánh luôn. Anh em nào ở thành phố Rạch Giá thì nhanh tay nhắn tin cho Danh biết để mình Danh dẫn anh em đi mua xe giá sẽ tốt hơn nha các bạn. Hơn 32 triệu chút xíu. Chiếc xe quá là đẹp luôn. Winner X V4 đời 2024 màu trắng. Màu đen nè cũng bằng giá nhau nha các bạn. Cái phanh này là cái phiên bản này là cái phiên bản thường nha, không có phanh ABS nha các bạn. Còn phanh ABS thì nó mắc tiền hơn chút xíu nha, nó cao hơn 2-3 triệu gì đó nha. Rất là đẹp luôn. Winner X đời V4 này thì nó trang bị công nghệ rất là hiện đại nha các bạn. Có chống trượt bánh luôn các bạn. Công nghệ rất là hiện đại luôn. Rất là đẹp. Tem thì màu trắng kết hợp với màu đỏ. Xe được trang bị ổ khóa thông minh nha anh em. Đời cái đời xe này những đời bên sau này là xài ổ khóa thông minh hết, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Mặt đồng hồ điện tử LCD 100% nha các bạn. Rất là xịn sò luôn. Anh em nào có tiền thì tranh thủ nhanh tay đến thành phố Rạch Giá mua chiếc xe nha, mua xe Winner V4 nha, với giá cực sốc nha. Anh em đi mua nhớ nhắn tin cho Danh hay nha, để Danh đi theo, để Danh quay xe nha các bạn. Cũng như là Danh sẽ nhờ cửa hàng giảm giá cho anh em thêm tiền cà phê chút xíu nữa nha. Anh em nào dưới huyện mà lên thành phố Rạch Giá mua xe thì anh em sẽ được giảm tiền cà phê nha các bạn. Rồi anh em mua xe nó rẻ hơn nữa, hơn 31 triệu chút xíu là lăn bánh luôn rồi. Chưa bao giờ Danh thấy Winner X V4 mà nó rẻ như lúc này. Rồi video Danh xin kết thúc tại đây nha. Anh em nào muốn mua thì nhắn tin cho Danh hay nha. Giá là rất tốt nha các bạn, qua chương trình khuyến mãi này còn vài ngày nữa hết là nó không có giá này nữa đâu nha. Các bạn tranh thủ nha, nó giá này nó chỉ kéo dài khoảng 2-3-4 ngày nữa là hết rồi nha các bạn. Rồi video Danh xin kết thúc tại đây nha. Xin chào các anh em.